anh em ở gần là mang tới em nha anh em, anh em nào ở gần là mang tới em nha, em nhận quạt làm quạt văn ma Kubota cho anh em lên 7 cánh cho anh em nha. Đây quạt văn ma của anh khách, cái này văn ma nè, văn ma hơi lạ nha anh em, văn ma này là văn ma 70 nha anh em, em cũng mới nghe luôn, văn ma 70, văn ma 70, anh em ở xa cứ mang lại cho em, anh em ở gần thì mang tới em nha, còn anh em ở xa em sẽ chuyển cho anh em về nhà tự làm luôn nha anh em, về nhà tự làm luôn. Văn ma 70 nha anh em, em cũng mới nghe luôn, văn ma 70 của anh khách, anh bảo là văn ma 70. Anh em ở xa, anh em nào ở xa, anh em mà ở xa cứ alo nhắn tin cho em nha, em sẽ chuyển về nhà tự làm luôn, chuyển về tự làm. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Em nhận bán hai cái quạt cho anh em, lên quạt cho anh em của cô ta, văn ma đều có. Ê con trai, coi chừng nó quẹt mắt đằng kia hư đạn. Anh em cứ xem, có thể tự lắp ở nhà luôn nha. 70 70, văn ma nên này là văn ma nghe anh em, văn ma 70 nghe anh em, chứ không phải cô ta. Ông khách ông bảo là văn ma 70 đó, em cũng chưa biết ngơ văn ma thằng 9382 gì không à. Không có văn ma 70, em cũng mới nghe văn ma 70 luôn. Anh em nào thấy có giống của mình, anh em cứ alo nhắn tin cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079.